cho các bạn. Phút 76 của trận đấu giữa Argentina và Nigeria, Lozo để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài sau khi sử dụng VAR đã không cho đại bàng xanh hưởng penalty. Thời điểm đó tỷ số đang là 1-1, nếu như Nigeria có thêm một bàn thắng nữa, mọi thứ coi như chấm hết với Argentina. Quyết định không thổi phạt penalty của trọng tài khiến cho đại bàng xanh mất đi cơ hội bằng vàng định đoạt trận đấu. Để rồi sau đó Nigeria nhận bàn thua bởi chính Lozo và cuối cùng đánh mất tấm vé vòng 1/8 vào tay Argentina. Tất cả các góc quay đều chỉ ra rằng bóng đã chạm tay Lozo, trọng tài cũng nhận ra điều đó mà chẳng cần VAR. Tuy nhiên ông quyết định sử dụng nó bất chấp sự phản đối từ các cầu thủ Nigeria. Nhìn vào màn hình vỏn vẹn chưa đầy 10 giây, không cần tới nhiều góc quay, trọng tài đã lập tức quay ra quyết định vị vua áo đen là không penalty. Các cầu thủ Nigeria đương nhiên giận dữ đến tột cùng, một tình huống mà họ cho là quá rõ ràng gấp vạn lần pha phạm lỗi của Mascherano trước đó nhưng lại không đem tới một quả penalty. Đội trưởng Mike kể lại cuộc nói chuyện với trọng tài, đó là quả penalty rõ ràng, trận đấu của Bồ Đào Nha hôm qua động tác chạm tay còn kém rõ ràng hơn mà trọng tài vẫn thổi phạt đền. Trọng tài sau khi sử dụng VAR nói rằng ông ấy thấy bóng chạm tay, tôi hỏi sao không thổi penalty, ông ấy nói không biết. Phát biểu trên BBC, cựu tiền đạo Chelsea Drogba đã khẳng định trọng tài đã phạm sai lầm lớn. Động tác chỉ vào đầu rồi chỉ vào tay của trọng tài nhằm giải thích về luật cho cầu thủ Nigeria gợi nhớ đến những trường hợp không bị phạt lỗi chạm tay trong luật của FIFA. Một cầu thủ nếu như để bóng chạm tay một cách vô tình thì sẽ được xem là không bị bắt lỗi. Các trường hợp được xem xét bao gồm dùng tay che chắn cơ thể nhằm tránh chấn thương nặng, ví dụ như chìa vào mặt trước khi bóng đập trúng, hoặc khi đó cánh tay đang không di chuyển về phía trái bóng, đồng thời ở vị trí không thể né tránh được. Tuy nhiên, nếu như cánh tay ở vị trí không tự nhiên như giang ra hay giơ cao quá đầu, trọng tài vẫn có thể thổi phạt. Trong tình huống của Lozo có thể giải thích rằng hậu vệ này chạm bóng bằng đầu trước rồi mới vô tình chạm tay. Cánh tay lúc đó giơ lên theo động tác bật nhảy và không cố tình nên không bị xử penalty. Quan điểm của trọng tài quyết định tất cả và giờ đây trọng tài không cho rằng đó là quả penalty, nhưng nói gì thì nói chắc chắn trọng tài trong trận đấu vừa qua giữa Argentina và Nigeria sẽ khó tránh được những lời chỉ trích mỉa mai với tình huống gây tranh cãi trên. Bên cạnh đó công nghệ VAR một lần nữa bị bắt đầu dấu hỏi liệu có thực sự đem lại đến công bằng hay chỉ là một phương thức để lái trận đấu theo ý muốn của ai đó. Các bạn hãy để lại những quan điểm và cách nhìn của mình ở pha bóng này, trọng tài có đúng hay không, các bạn hãy để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn. Ở lượt trận cuối cùng tại bảng C của Cúp 2018, đội tuyển Pháp sẽ đụng độ với Đan Mạch vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu hấp dẫn bởi cuộc đấu này sẽ quyết định cho vị trí nhất bảng C. Bên cạnh đó, cũng vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam tại bảng C, Australia sẽ đụng độ với Peru. Mặc dù không có quyền tự quyết nhưng đội bóng xứ sở chật túi cần thắng đậm trước đại diện tới từ Nam Mỹ để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 1/8. Ở World Cup 2018. Ngoài ra, cũng tại lịch thi đấu World Cup 2018 ngày hôm nay 26 tháng 6 và rạng sáng ngày 27 tháng 6, vào lúc 1 giờ tại bảng D cũng diễn ra trận đấu giữa Nigeria và Argentina. Đây là trận đấu sinh tử của đội bóng xứ sở Tango bởi Messi và đồng đội cần thắng đậm đại bàng xanh để có cơ hội lọt vào vòng 16 đội. Cũng vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, Iceland sẽ quyết đấu với Croatia. Đấu giữa Argentina và Nigeria sẽ là một trận đấu hấp dẫn cho khán giả trên toàn thế giới, đặc biệt là những người hâm mộ Messi. Nhận định soi kèo Argentina với Nigeria vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, các chuyên gia kèo cược hàng đầu thế giới đã dự đoán bất ngờ về cặp đấu hấp dẫn này. Một điểm, một bàn thắng và bốn bàn thua hiện đang đứng cuối bảng, Argentina là ông lớn gây thất vọng nhất tại World Cup 2018. Argentina không có quyền tự quyết. Họ lâm vào thế buộc phải giành chiến thắng trước Nigeria ở lượt đấu cuối cùng, mong Croatia sẽ không thua Iceland. Lối chơi bế tắc, thiếu nhân tố gây đột biến, dù sở hữu trong đội hình một siêu nhân, huấn luyện viên Sabani nhiều khả năng sẽ thay đổi một loạt nhân sự trước trận đấu sinh tử với Nigeria. Xuất hiện nhiều thông tin nội bộ cho đảng Argentina mất đoàn kết hay bất ngờ hơn là Messi sẽ xếp đội hình ra sân thay huấn luyện viên Sabani. Tuy nhiên, Mascherano đã phủ nhận điều này. Mối quan hệ giữa toàn đội và huấn luyện viên Sabani
vẫn hết sức bình thường, không có hành động nào có thể gây hại cho đội bóng. Bởi vậy, các cầu thủ cần phải tìm kiếm lợi ích chung vì tập thể chứ không thể vì những cá nhân có quyết định riêng rẽ. Argentina đã chơi không tốt và chúng tôi chịu trách nhiệm về kết quả này. Bản thân tôi sẽ không hồi đáp về những việc người khác làm. Đó là lời chia sẻ của Mascherano. Bên kia chiến tuyến, Nigeria bất ngờ có 3 điểm trước Iceland ở lượt đấu thứ hai. Đại bàng châu Phi tràn trề hy vọng khi tiếp nếu cầm hòa Argentina. Còn Iceland không thắng được đội đầu bảng là Croatia có lợi thế, nhưng Nigeria lại không được lịch sử ủng hộ. Đại diện của châu Phi chưa bao giờ thắng Na Abike Nete trong lịch sử FIFA World Cup. Thậm chí họ đã để thua trong tất cả những lần đối đầu trước đây. Tỷ lệ xoay kèo Argentina và Nigeria. Dù không có phong độ cao nhưng Argentina vẫn được các nhà cái đánh giá rất cao khi đặt tỷ lệ Messi và đồng đội chấp một trái với đại bàng xanh châu Phi. Nhiều chuyên gia kèo trên thế giới nhận định Argentina sẽ thắng hoặc thậm chí là thắng đậm vì họ bị dồn vào thế chân tường. Vậy nên bắt Argentina là lựa chọn xứng đáng được cân nhắc. Tỷ lệ tài xỉu là 2-1/2 ở một trận đấu mà hàng thủ của Argentina không được đánh giá cao. Họ hoàn toàn có thể phải nhận bàn thua, khi đó Messi và đồng đội cần ít nhất 2 bàn thắng để giành chiến thắng. Vì vậy, tỷ lệ này là khá hợp lý để bắt kèo tài. Hai đội từng gặp nhau 3 trận ở 3 kỳ World Cup 2002, 2010 và 2014 với thành tích toàn thắng nghiêng về đội tuyển Argentina. Hai đội gặp nhau tổng cộng 7 lần trong quá khứ, Argentina thắng 4 trận, thua 2 trận và hòa 1 trận. 4 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đều có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Chào các bạn, Argentina vẫn còn hy vọng đi tiếp ở World Cup nhưng có vẻ như họ đã định đoạt sớm số phận của huấn luyện viên Sampaoli. Argentina đang trên con đường bị loại khỏi World Cup và mặc dù vẫn còn trận gặp Nigeria để giành vé đi tiếp, họ đang bị nghi có lục đục nội bộ rất lớn khi những thông tin mới đây từ báo Nigeria cho thấy huấn luyện viên Sampaoli có khả năng bị sa thải ngay giữa giải đấu. Theo TC Sport, một nhóm cầu thủ của đội tuyển Argentina đã quyết định sẽ hất cẳng Sampaoli khỏi ghế huấn luyện viên trưởng. Nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa Sampaoli với một số cầu thủ đã hoàn toàn đổ vỡ và không thể hàn gắn. Trong khi chủ tịch Claudio Tapia của Liên đoàn bóng đá Argentina cũng không đứng về huấn luyện viên trưởng, mà thay vào đó, Sampaoli biết ông không còn quyền kiểm soát các học trò của mình nữa. Thậm chí, một nguồn tin ở Argentina cho biết Sampaoli có khả năng sẽ bị cách chức ngay trước khi trận gặp Nigeria diễn ra. Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Sevilla đang có dấu hiệu tuyệt vọng trong chiến thuật, tung ra một đội hình rất thiếu cân bằng trong trận thua Croatia 0-3 và khiến cho các cầu thủ không phục. Trước đó, đã có tin Sampaoli gây nhiều xích mích với các cầu thủ trụ cột do từ chối gọi một số cầu thủ có phong độ cao lên tuyển, đặc biệt là Mauro Icardi. Nguồn tin cho biết đều không rõ ai là thủ lĩnh của nhóm đảo chính, dù phần lớn khẳng định Messi cũng không còn đứng về phía Sampaoli là vì lý do chuyên môn chứ không phải do bất đồng. Messi coi đây là cơ hội cuối cùng của anh ở World Cup và nếu Sampaoli ra đi là một điều tốt cho cả tập thể, Messi sẽ không phản đối. Trước đó, Messi, Aguero là một trong những ngôi sao của đội tuyển Argentina đã gây áp lực buộc huấn luyện viên Sampaoli phải nghỉ việc sau thất bại EJ 0-3 của đội bóng xứ Tango trước Croatia tại World Cup 2018. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Argentina đã thông báo hôm qua rằng họ không sa thải huấn luyện viên Sampaoli, chủ yếu là khoản bồi thường nhiều triệu USD nếu như Liên đoàn bóng đá Argentina sớm đơn phương chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên này. Dù không sa thải nhưng huấn luyện viên Sampaoli không còn thực quyền ở đội tuyển Argentina, cụ thể Messi và một số nhóm cầu thủ trụ cột của đội bóng xứ Tango mới là những người quyết định đội hình ra sân của Argentina trước Nigeria vào rạng sáng ngày 27 tháng 6 tới đây, chứ không phải là huấn luyện viên Sampaoli. Huấn luyện viên Sampaoli vẫn có thể ngồi trong khu kỹ thuật của đội bóng xứ Tango nếu ông muốn, nhưng ông không trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ đội hình do Messi quyết định, nhiều khả năng cũng sẽ có sự thay đổi lớn so với đội hình mà Argentina sử dụng trước đó, lối gây thất vọng ở hai trận đầu tiên tại World Cup 2018. Trong khi đó, một số tờ báo của Anh cũng đăng tải phản ứng của Maradona trước trận đấu then chốt của Argentina gặp Nigeria tới đây. Huyền thoại bóng đá xứ Tango đã nói: "Tôi từng chơi bóng như thể sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, và những huyền thoại khác của Argentina cũng như vậy. Tôi muốn nói với các cầu thủ rằng họ nên có ý thức được tầm quan trọng khi khoác áo đội tuyển quốc gia." Ngoài việc kêu gọi đội nhà quyết tâm, Maradona cũng dành lời binh vực cho hậu bối Messi: "Tôi nhớ tôi cũng từng đá hỏng 5 quả penalty quan trọng trong sự nghiệp và tôi vẫn là một Diego Armando Maradona. Khi đội tuyển không thắng trong một trận đấu rồi mất đi 2 điểm, đấy không phải là lỗi của chỉ một quả phạt đền bị đá hỏng."
những gì Messi thể hiện trên sân chỉ là phản ánh những gì mà cậu ấy nhận được từ toàn đội, cậu ta đáng được tôn trọng. Trên sân Messi luôn thu hút ít nhất hai cầu thủ đối phương, vậy thì những người còn lại ở đâu mà không thể tận dụng khoảng trống do Messi tạo ra? Trận đấu với Nigeria vào rạng sáng ngày 27 tháng 6 sẽ quyết định số phận của Messi và các đồng đội. Nếu Argentina thắng, họ sẽ đi tiếp và có thể vẫn là một ứng cử viên vô địch sáng giá của World Cup năm nay. Nếu Argentina không thắng, họ sẽ bị loại và khả năng sẽ hứng chịu cơn giận dữ từ dư luận.